Giới thiệu bà con cô bác và anh chị cái máy bẻ đai trong thi công xây dựng các cái nhà dân dụng, nhà gia đình, các cái văn phòng, trường học, bệnh viện tiện dụng. Giới thiệu với quý bà con cô bác và quý anh chị máy bẻ đai trong xây dựng dân dụng, nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, rất tiện dụng, cơ động khi di chuyển trên mọi quãng đường và rất tiện dụng khi đưa vận hành. Một người có thể tham gia vận hành vừa cơ động di chuyển đến các công trình, vừa thao tác thuận tiện các thông số điều chỉnh dễ, ai có thể thực hiện được. Một phút có thể hạ ra 20 đai, một người máy vận hành cùng với máy, một người di chuyển đến công trình, thì cần một cái xe máy kéo là vận chuyển đến công trình. Còn đây là máy bẻ vuông góc, gọi bẻ cu đê, chủ có cái đê thép chịu lực, thép dầm chịu lực, thép cột dầm móng chịu lực, chỉ cần một chân đạp nhẹ, hai người có thể khênh lai xe máy đi đến từng công trình, đặt xuống thao tác cắm điện và chỉ cần một bàn chân đạp là có thể bẻ ngay được. Quý bà con cô bác có nhu cầu hãy liên hệ mới theo số hotline trên video. Thao tác dễ dàng, thuận tiện, nhỏ gọn, cơ động. Đấy là ưu việt của máy bẻ vuông góc cho các thép dầm, thép cột chịu lực, bẻ cu đê. Bẻ từ phi 14 đến phi 25, thoải mái. Dùng nguồn điện, hai pha. Hai vuông đen đấy. Chỉ cần công tắc cắm, chúng ta có thể thực hiện ngay một công tắc cắm mà chúng ta đặt thép lên và lấy chân thao tác gẫm một phát là xong ngay, rất nhanh và thuận tiện, nhẹ nhàng, giảm chi phí lao động, giảm chi tăng năng suất lao động lên. Bình thường chúng ta thực hiện bằng bẻ tay thì phải hai hoặc ba người. Nếu bị hai đầu chúng ta phải là ba người. Thôi, cái gì thế? Hai người khênh được. Ba xích nó chậm lắm, kéo lên chậm. Cho hai cái đi. Rồi. Cho hai cái luôn đi. Hai cái thì 22. Quá ngon luôn. Rồi. Phát nữa rồi này, phát nữa rồi. Rồi. 22 đập đôi. Vuông đét luôn. Quá ngọt luôn.
Còn các bác có nhu cầu hãy liên hệ với theo số hotline trên video. Kéo cả nó bổ đừng ngừng ngửa lên thế được rồi, cả nó bổ vào đây máy. Ba lồng xích á? Để làm gì không? Ôi, cái gì thế? Hai người kênh được. Ba lồng xích nó chậm lắm, kéo lên chậm. Còn các bác có nhu cầu hãy liên hệ với theo số hotline trên video. Quá ngọt luôn.